quái thú, bắt đầu triệu hoán Godzilla nhật canh nhất vạn quái thú đánh dấu hệ thống. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, ta đây là ở đâu? La Tu từ đau đớn một hồi ở trong tỉnh lại, gian nan mở hai mắt ra, bốn phía liếc nhìn một vòng. Trung quanh hắn, che kín rừng cây, cát mịn cùng đá vụn, bên cạnh thì là một mảnh mênh mông vô bờ, xanh thẳm biển cả. Rất hiển nhiên, nơi này là một hòn đảo duy nhất cùng trước mắt bãi biển cảnh đẹp có chút không hài hòa là tại khoảng cách La Tu không đến 500 mét chỗ. Vắt ngang lấy một khung cơ hồ đã thiêu đốt đến chỉ còn thân máy bay máy bay hài cốt. Tại nhìn thấy trước mắt máy bay hài cốt về sau, La Tu đầu óc ông, một tiếng, trong nháy mắt nhớ lại hết thảy. Tại hắn trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, trông thấy là đầy mắt ánh lửa. Hắn ngồi máy bay, bởi vì bạo tạc mà rơi vỡ mà la tu lại là tại trận này sự cố ở trong may mắn còn sống sót khi hắn tỉnh lại thời điểm liền người đã ở tòa này trên hải đảo cái này cũng chưa chết mạng của lão tử thật sự là đủ lớn la tu đứng dậy đơn giản hoạt động một chút gân cốt sau đó hắn tự giễu cười một tiếng tự lẩm bẩm La thần, ngươi ra tay thật là ngoan độc, muốn giết ta, còn muốn cho cái này vừa bay cơ người cho ta chôn cùng, la tu rõ ràng, lần này tai nạn máy bay, căn bản cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Phải biết, tai nạn máy bay xác suất so bên trong 500 vạn thưởng lớn xác suất còn thấp hơn. Dù là một người mỗi ngày đều đi máy bay, cũng ít nói cần 3.000 năm mới có thể gặp gỡ một lần tai nạn máy bay coi như không cân nhắc những này la tu cuối cùng chỗ trông thấy một màn kia bạo tạc ánh lửa cũng rõ ràng chính là người vì phá hư rất hiển nhiên có người không muốn để hắn còn sống rời đi chiếc máy bay này mà người kia chính là cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ la thần sự tình ngọn nguồn còn muốn từ thân phận của hắn nói lên hắn gọi la tu la gia trưởng tử người đưa ngoại hiệu trấn hải thị thứ nhất hoàn khố mỗi ngày sinh hoạt trừ tại quán ăn đêm hành vi phóng túng bên ngoài chính là giao hào quyết định hôm nay muốn hẹn cái nào nữ minh tinh đi khách sạn đi ngủ tâm tình tốt sẽ còn nhiều hô mấy cái đến cùng một chỗ nhiều người vận động là cái chính cống hoa hoa công tử là tu có thể có như thế phóng đãng vốn liếng là bởi vì tại sau lưng của hắn chính là trưởng quản lấy trấn hải thị mấy chục ước sản nghiệp la thị gia tộc chỉ bất quá không có ai biết cái gọi là hoa hoa công tử hoàn khố đại thiếu vẻn vẹn chỉ là la tu dùng để bảo vệ mình ngụy trang mà thôi bởi vì trong mắt tất cả mọi người la tu đệ đệ la thần đều muốn so với hắn thích hợp hơn tiếp quản la thị gia tộc cùng không có chút nào thiên phú tu luyện la tu so sánh, đệ đệ La thần từ nhỏ thiên phú dị bẩm, tại con đường tu hành bên trên một ngựa tuyệt trần, càng là 12 tuổi liền cảm giác tỉnh dị năng. Có thể nói là nhân trung long phượng, lại thêm mẫu thân hắn Tô Mạn Thu vận hành, gia tộc ở trong nói ít có 8 thành nguyên lão, là La thần tiếp quản La thị gia tộc. Nhưng cho dù dạng này, Tô Mạn Thu cùng La Thần hai người, như cũ đem La tu cái này trên danh nghĩa La gia trưởng tử, coi là là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hoàn toàn bất đắc dĩ, La tu đành phải mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, tạo nên một cái lang thang hoàn khố hình tượng, muốn dùng cái này đến nói cho bọn hắn, mình đối với bọn hắn cướp đi La gia đại quyền, sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng La Tu không nghĩ tới, cho dù là dạng này, La Thần như cũ không định buông tha mình. Lần này tai nạn máy bay, chính là tốt nhất chứng minh. Chỉ có hắn chết, Tô Mạn Thu cùng La Thần mới có thể an tâm. Nghĩ tới đây, La Tu ánh mắt, không khỏi có chút suy sụp tinh thần. Cuộc đời mình, xem như triệt để xong. Lưu lạc tại tòa này chim không thèm ị trên hoang đảo, chờ đến bị người phát hiện thời điểm, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Hoang dã cầu sinh, nhưng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Mưa to, liệt dương, ăn người mãnh thú, mang theo bệnh khuẩn ruồi mũi. Những này đều tùy thời có khả năng cướp đi cái kia yếu ớt sinh mệnh. Và URL bằng Windows. Location. Herb, Windows. Puppy giới tác bằng Windows. Puppy giới tác. Windows. Puppy giới tác. Push. Zonet. 7254. X. BGSSP 7254U, UAL, coi như may mắn bị thuyền phát hiện, dẫn hắn trở lại Trấn Hải Thị, một khi để la thần phát hiện mình còn chưa có chết, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Trong lúc nhất thời, La Tu không khỏi mất hết can đảm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, giận dữ hét. Lão Tạc Thiên, ngươi chơi ta. Đã không cho lão tử đường sống, vì cái gì còn muốn cho ta sống xuống tới ngay tại la tu giống song sau một đạo băng lãnh máy móc giọng nói tổng hợp lại là bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên đinh chúc mừng túc chủ thành công khóa lại quái thú đánh dấu hệ thống phải chăng tiến hành lần thứ nhất đánh dấu đánh dấu hệ thống la tu đầu tiên là hơi sững sờ sau đó lúc này cuồng hỉ trời không tiệt đường người đánh dấu ta hiện tại liền muốn đánh dấu la tu không kịp chờ đợi hô lớn Đinh, chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành lần thứ nhất đánh dấu thành công, thu hoạch được ban thưởng. Tân thủ quái thú gói quả lớn, nương theo lấy một đạo lưu quang hiện lên, đỏ đậm sắc gói quả hư ảnh, tại la tu trước mặt chậm rãi mở ra. Chúc mừng túc chủ thành công mở ra gói quà, lựa chọn ban đầu quái thú. Godzilla ấu niên kỳ, Ghidorah ấu niên kỳ, công ấu niên kỳ, Mothra ấu niên kỳ, La Tu chừng lớn hai mắt cái hệ thống này, không khỏi cũng quá mức tại nhân tính hóa, lại còn có thể làm cho mình lựa chọn ban đầu quái thú. Ta tuyển Godzilla, là tu cơ hồ không có nhiều làm do dự, liền làm ra lựa chọn. Tại cái này tứ đại quái thú bên trong, có được quái thú chi vương, danh xưng Godzilla, không thể nghi ngờ đối với hắn có lớn nhất lực hấp dẫn. Phải biết, thành niên kỳ Godzilla, thân hình có thể dài đến hơn 100 mét, thể trọng cao tới 9 vạn tấn, cho dù là phá hủy một tòa thành thị, đều chỉ bất quá tại trong lúc phất tay. Mà tại La Tu làm ra lựa chọn về sau, hắn thấy hoa mắt, vị trí tràng cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Trước mắt hắn, xuất hiện một mảnh biển sâu. Cùng lúc đó, phảng phất cổ thần nói nhỏ thanh âm, tại La Tu bên tai vang lên nhân loại là ngu xuẩn sinh vật, chân chính thống trị địa cầu không đến vạn năm, liền đem mình xem như thế giới chi chủ. Mà tại 200 triệu năm trước, cự thú viễn cổ mới là địa cầu chân chính bá chủ, bọn hắn chúa tể mảnh này lớn dài đến mấy ngàn vạn năm. Khi thật sự chúa tể giả phủ xuống thời giờ, toàn bộ thế giới cũng sẽ ở những này cổ lão giống loài dưới chân run dày vào giờ phút này, một đạo to lớn thân ảnh, chậm rãi từ biển sâu lòng đất đứng lên mà lên, vô số màn nước từ nó kia như là gò núi thân thể bên trên rơi xuống nước mà xuống. Tản mát ra một loại vô hình uy nghiêm. Đầu này cự thú viễn cổ, trên thân che kín thô lệ như nham lân giáp, nó có được dao cạo lợi chảo, trắng kiện cái đuôi lớn, cùng từng mảnh từng mảnh tản ra u lam quang mang vây lưng rốt cục nó động, nó từng bước một hướng phía lục đi tới, nước biển tại cuồn cuộn, lớn tại rung động. Tại đầu này Godzilla những nơi đi qua, trên lục địa tất cả công trình kiến trúc đều như là đậu hũ khối, ầm vang sụp đổ. Tại phá hủy hơn phân nửa tòa thành thị về sau, đầu này Godzilla đứng tại phế tích phía trên, cao ngảnh đầu, hướng về phía thiên khung phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Hình tượng đến đây, im bặt mà dường mà la tu trước người cũng nhiều ra một viên cao hơn nửa người màu đen trứng thú vật quái thú bắt đầu triệu hoán godzilla nhật canh nhất vạn godzilla vs cự viên nghe chọn bộ tại mê audio com là cái này godzilla trứng két nương theo lấy một tiếng vang nhỏ đen nhánh vỏ trứng phía trên bỗng nhiên thêm ra một vết nứt La Tu ngừng thở, mắt thấy vết dạn không ngừng lan tràn ra, một con ấu thú móng vuốt rốt cục xuyên phá cái này mai đen nhánh vỏ trứng, sau đó từ đó chậm chạp leo ra. Nhìn qua trước mắt cái này như là chó con con bê lớn tiểu Godzilla, La Tu đỉnh đầu nhịn không được phiêu khởi một cái dấu hỏi. Cái này cùng mình trước đó nhìn thấy đầu kia hủy thiên diệt cự thú khác biệt cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ đây chính là người mua tú cùng người bán tú khác nhau sao? hệ thống, người xác định cái đồ chơi này là Godzilla, ta có thể hay không thân trả hàng, hệ thống. Trước mắt Godzilla đang đứng ở ấu niên kỳ, túc chủ kiên nhẫn bồi dưỡng. Đúng lúc này, đầu kia tiểu Godzilla rất nhanh liền lảo đảo đứng lên, dùng nó kia tối như mực nhỏ ngắn ngón tay chỉ bên cạnh vỏ trứng, mặt mũi tràn đầy viết khát vọng. Giống như đang trưng cầu la tu ý kiến. La Tu hơi sững sờ, chợt rất nhanh kịp phản ứng, giờ khóc giờ cười nói. Được, không cần đến hỏi ta, ăn đi ăn đi, đây thật là quái thú sao? Làm sao có loại ngu ngơ cảm giác? Khi lấy được La Tu gật đầu về sau, tiểu Godzilla lúc này bẻ một khối vỏ trứng, phóng tới miệng bên trong ăn như gió cuốn gặm, phát ra, soạt soạt, soạt soạt, giòn vang thanh âm. Nghe giống như là tại nhai khoai tây chiên đồng dạng đối với con non mà nói, vỏ trứng bên trong ẩn chứa cực kỳ phong phú dinh dưỡng. Đem bên cạnh vỏ trứng sau khi ăn xong, tiểu Godzilla thân hình, lúc này lớn mạnh một vòng. Là tu tâm niệm vừa động, tiểu Godzilla giao diện thuộc tính, rất nhanh liền hiển hiện ở trước mặt hắn. Quái thú, Godzilla trạng thái, ấu niên kỳ huyết mạch, vương giả cấp thân cao, không, 7 mét thể trọng, 120 cân phương thức công kích đuôi roi xé bắt ném mạnh trước mắt năng lượng chứa đựng một trăm linh hai một trăm nghìn trước mắt huyết nhục năng lượng chứa đựng không một trăm nghìn trước mắt còn thừa điểm tiến hóa không đang nhìn xong tiểu godzilla giao diện thuộc tính về sau la tu mở miệng hỏi hệ thống cái này năng lượng điểm huyết nhục điểm năng lượng cùng điểm tiến hóa theo thứ tự là cái gì hệ thống điểm năng lượng là Godzilla vận dụng đặc thù công kích cần thiết tiêu hao điểm số, điểm tiến hóa, có thể dùng đến đề thăng quái thú kỹ năng. Huyết nhục điểm năng lượng thì là Godzilla tiến giai nhất định năng lượng, có thể thông qua thôn phệ đến thu hoạch được, hiểu, la tu gật gật đầu. Muốn mạnh lên, nhất định phải không ngừng thôn phệ, tiến hóa. Đúng lúc này, một con màu xanh sẫm thẳng lằn, bỗng nhiên từ bên cạnh hắn trải qua. Là Tu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nắm lên trong tay đá vụn, lập tức đem cái này thằn lằn đầu cho nện cái vỡ nát. Một đám huyết hoa từ thằn lằn đầu lâu phía trên bắn tung tóe ra, trong nháy mắt liền chết đến mức không thể chết thêm. Sau đó, là Tu trực tiếp hơi vung tay, đem cái này thằn lằn thi thể vứt cho tiểu Godzilla. Cái sau trực tiếp hé miệng, một ngụm liền nuốt vào. Đinh Godzilla thành công thôn phệ thần lằn, huyết nhục điểm năng lượng cộng 1 điểm năng lượng cộng 1. Đang thí nghiệm sau khi thành công, La Tu lúc này hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên có thể, chỉ tiếc một con thần lằn cung cấp huyết nhục năng lượng thực sự quá ít, chỉ có chỉ là một điểm. Nói cách khác, muốn để Godzilla trưởng thành đến tiếp theo giai đoạn, tối thiểu cần nuốt ăn 10 vạn con thần lằn. Lọc cọc lọc cọc tiểu Godzilla trong bụng bỗng nhiên truyền ra một trận đói khát thanh âm. Nó nhìn qua La Tu, một mặt ủy khuất chỉ chỉ mình bụng. Và URL bằng Windows, Location, Herep, Windows, Puppy Tác bằng Windows, Puppy Tác, Windows, Puppy Giơ Tác, push, Zonet, 7254X, BGSSP7254U, URL. Vừa rồi vỏ trứng cùng thằn lằn cũng còn không đủ nó nhét kẽ răng. Nó còn rất đói, nó muốn ăn thịt. Đừng có gấp, đợi chút nữa liền mang ngươi ăn thịt, La Tu vỗ vỗ nó hắc đầu, quay người nhìn về phía trước mắt kia phiến rừng cây. Cái này một mảnh lúc trước đối với hắn mà nói nguy cơ tứ phía hải đảo rừng cây. Bây giờ lại là sẽ thành hắn bãi săn. Rừng cây ở trong, suy Godzilla lợi chảo, trong nháy mắt xuyên thấu một con viên hầu lồng ngực, móc ra nó kia đẫm máu trái tim, thuận tay ném vào mình miệng bên trong. Sau đó, nó lại bắt đầu xé rách lên cái này viên hầu tứ chi, ăn như hổ đói hướng miệng bên trong đút lấy, ngay cả xương vụn đều không có còn lại. Đinh, Godzilla thành công thôn vệ viên hầu, huyết nhục điểm năng lượng cộng 15, điểm năng lượng cộng 3. Khi tiến vào rừng cây đến nay, Godzilla đã săn giết ba con viên hầu, bốn cái chim biển cùng một đầu chăn rừng. Mặc dù đầu này Godzilla còn vị thành niên, nhưng là đã thể hiện gia đỉnh tiêm loài săn mồi đặc tính. Đây mới là một đầu đứng tại đỉnh chuỗi thực vật quái thú, chỗ phải có bộ dáng. Mặc dù những động vật này toàn bộ thành ca Tesla đồ ăn, nhưng nó dạ dày, thật giống như một cái lớp không đầy hang không đáy, từ đầu đến cuối ở vào trạng thái đói bụng ở trong. Mà lại, tại thu hoạch được huyết nhục năng lượng về sau, Godzilla hình thể cũng đang không ngừng tăng trưởng. Hiện tại Godzilla đã chừng cao hơn 1 mét. Cái này cũng khó trách, gia hỏa này khẩu vị sẽ càng ngày càng tốt mắt thấy sắc trời dần dần muộn, La Tu chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, ngày mai lại tiến về vùng rừng tùng này chỗ sâu, nhìn xem có thể hay không có cơ hội để Godzilla chắc bụng một bữa. Hôm sau, La Tu mang lên Godzilla, tiếp tục hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. Một đường chim ăn thịt để Godzilla trưởng thành đến 3 mét có thừa, bình thường cây cối, đã không cách nào che đậy nó cái kia khổng lồ thân hình. Đúng lúc này, La Tu trước mắt lại là rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh hồ nước. Một mảnh trong rừng chi hồ. Mà trong hồ, còn có một tòa hoang vu đảo giữa hồ. La Tu dõi mắt trông về phía xa, phát hiện tại chỗ kia đảo giữa hồ bên trên, lại còn ngủ một cái thanh lệ tuyệt luân thiếu nữ. Cái địa phương quỷ quái này, lại còn có người sống. La Tu chừng lớn mắt, hơi có chút ngạc nhiên. Chuyện này, thật sự là quá ly kỳ đi godzilla mang ta tới nhìn xem tại một lát kinh ngạc về sau la tu trực tiếp chỉ huy lên godzilla chuẩn bị để nó mang theo mình đi qua tìm tòi hư thực đông 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 đúng lúc này tựa như sấm rền rung động tiếng vang lên la tu chỉ cảm thấy chân mình xuống mặt đất cũng bắt đầu lay động chỉ gặp một đầu thân hình cao tới 4, 5 mét cự hình viên vương, chính hướng phía hắn chỗ phương hướng băng băng mà tới, trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược chi tình. Giống, Godzilla cuồng hống một tiếng, trực tiếp ngăn ở cự hình viên vương trước mặt. Hai đầu cự thú thân thể đụng nhau, đồng thời bay ngược ra, trực tiếp đè gãy dưới thân cây cối. Sau đó, cái này hai đầu cự thú lại lần nữa đứng dậy, đang cuồng hống lấy sau khi gầm hét một tiếng, lại một lần khởi sướng đối xong. La Tu thấy thế, vội vàng lui sang một bên, nói đùa, quái thú đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Ở đâu bộ quái thú trong phim ảnh, người bình thường không phải như là rau hẹ, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ chết mình nếu là không cẩn thận một chút chỉ sợ Godzilla còn không có thua hắn trước hết một bước bị ép thành thịt nát quái thú bắt đầu triệu hoán Godzilla nhật canh nhất vạn nhanh lên người được cường hóa nghe chọn bộ tại mê truyện audio com giống cự hình viên vương một tay chế trụ Godzilla cái cổ khác một nắm đấm như là trọng trùy mãnh liệt quăng nện mà xuống ầm ầm ầm, một quyền này tiếp lấy một quyền, lực đạo càng lúc càng lớn. Nếu không phải Godzilla trời sinh ra dày thịt béo, chỉ sợ sớm đã bị đầu này hung hãn vô song cự hình viên vương cho trùy thành thịt nát. Bồng, nổi giận Godzilla, trực tiếp cưỡng ép tránh ra khỏi cự hình viên vương trói buộc thô to vô cùng cái đuôi lớn, càng là trùng điệp quét ngang tại nó trên lồng ngực. Cự hình viên vương thân hình bay ngược mà ra tựa hồ rơi đầu óc đều có chút choáng váng. Nó lắc lắc đầu, từ bên cạnh tiện tay nhổ tận gốc một gốc đại thụ, một tay cầm trước người, coi như vũ khí. Đầu này cự hình viên vương hiển nhiên cũng hiểu biết, trước mắt xâm lấn nó lĩnh đầu quái thú này, không phải mặt hàng đơn giản. Gầm thét, gào thét. Cự hình viên vương gầm thét lộ ra miệng đầy răng nanh, sau đó một cánh tay chùy ngực vung lấy trong tay thân cây liền hướng phía Godzilla vọt mạnh đi lên. Đây là cự thú cùng cự thú ở giữa chiến đấu. Đây là một trận quyền quyền đến thì chém giết. Chỉ bất quá, mặc dù Godzilla có được vương giả cấp quái thú huyết mạch nhưng nó còn cũng không hề hoàn toàn trưởng thành. Giờ này khắc này, cao hơn nó ra hơn phân nửa thân hình cự hình viên vương, hoàn toàn về mặt sức mạnh áp chế nó. Tình huống, tựa hồ có chút không thể lạc quan. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm lại một lần nữa tại La Tu vang lên bên tai đến. "Đinh, 24 giờ đã đến, Túc chủ phải chăng lựa chọn tiến hành lần thứ hai đánh dấu?" La Tu lúc này mới ý thức được cách hắn lần thứ nhất đánh dấu đã quá khứ 24 tiếng. "Đánh dấu, La Tu không chút do dự. "Đinh, chúc mừng Túc chủ thành công đánh dấu, thu hoạch được quái thú sách kỹ năng." Atomic Bread, Atomic Bread. La Tu nháy mắt mấy cái, đánh dấu ngày thứ hai, hệ thống vậy mà trực tiếp đưa mình một bản sách kỹ năng. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Atomic Bread, hẳn là chính là Godzilla tuyệt kỹ một trong. La Tu có chút không biết đủ thở dài nói. Đáng tiếc nếu là Spiral Atomic Day tốt biết bao nhiêu, đây mới thực sự là diệt thành thần kỹ A, thực sự không được, phụ tặng điểm huyết thịt năng lượng cũng thành A, trong nhà nghèo đến độ sắp đói hệ thống, người đang suy nghĩ cái dám ăn. Bồng, nương theo lấy lớn một trận rung động, Godzilla kia thân hình khổng lồ, lại bị cự hình viên vương cho trùng điệp ném tới La Tu trước người. La Tu sắc mặt tối đen, tức giận nói. Mẹ nó, ngươi không phải danh xưng quái thú chi vương sao? Làm sao ngay cả chỉ khỉ nhỏ đều đánh không lại? Godzilla một mặt ủy khuất, ô ô thấp giọng minh rít gào hai tiếng, phẳng phất tại biện giải cho mình ai đánh không lại, ta còn không có lớn lên mà thôi, ta còn là cái bảo bảo. Lại nói, kia mẹ nó là khỉ nhỏ A, người gặp qua cùng núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ hầu từ A, được đừng ủy khuất, giải quyết những người kia, chúng ta ăn một bữa tốt. La Tu nhếch miệng cười một tiếng, lúc này sử dụng hệ thống ban thưởng đến sách kỹ năng. Nhanh lên, người được cường hóa. Godzilla đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lúc này kịp phản ứng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như là một cỗ sắt thép chiến xa, hướng phía trước mắt cự hình viên vương vọt mạnh mà đi. Giống, mắt thấy Godzilla vậy mà như thế không biết sống chết, cự hình viên vương cũng không khỏi đến bắt đầu cuồng bạo, nó xong quyền lôi ngực, nện đến phanh phanh tiếng vang. Sau đó đồng dạng chính diện phóng tới Godzilla. Lần này nó muốn đem đối phương cho sinh xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, cự hình viên vương không có chú ý tới là Godzilla phía sau vảy vây cá, đang không ngừng lóe ra u lam quang mang, tựa như tại bổ sung năng lượng. Rốt cục tại khoảng cách song phương chỉ còn lại không tới 10 mét thời điểm, Godzilla đột nhiên mở ra miệng lớn, Atomic Breath như là tụ tập thành buộc hỏa diễm. Hướng phía cự hình viên vương ngực phun ra mà đi. Và URL bằng Windows. Location, Herep, Window, Puppy giờ tác bằng Window, Puppy giờ tác, Window, Puppy giờ tác, Push, zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, UAL, hơn vạn độ cao ấm, trong nháy mắt tại cự hình viên vương chỗ ngực thiêu đốt ra một cái động lớn. Ẩm. Um cự hình viên vương thân hình ầm vang ngược lại địa, đến chết cũng còn hai mắt trợn tròn, không rõ ràng chính mình đến tột cùng vì sao lại bị Godzilla cho giết chết. Giống, Godzilla ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó cúi đầu xuống, một mặt xem thường nhìn xem cự hình viên vương thi thể. Có Atomic Breath, đồ đần mới cùng ngươi đụng nhau. Sau đó, Godzilla một thanh xé rách hạ cự hình viên hầu một đầu cánh tay, phóng tới miệng bên trong từng ngụm từng ngụm nuốt ăn. Hiện tại, chính là người thắng hưởng dụng chiến lợi phẩm thời gian. Đinh, Godzilla thành công thôn vệ cự hình viên hầu, huyết nhục điểm năng lượng cộng 100, điểm năng lượng cộng 10, đinh. Godzilla thành công thôn vệ cự hình viên hầu, huyết nhục điểm năng lượng cộng 100, điểm năng lượng cộng 10, đinh. Godzilla, hệ thống nhắc nhở âm, không ngừng vang lên. Cái này một đầu cự hình viên hầu, vậy mà trực tiếp vì Godzilla cung cấp 1.000 điểm huyết thịt năng lượng. Quả nhiên, nguyên liệu nấu ăn lựa chọn vẫn là rất trọng yếu. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần mộc mạc nhất nấu nướng phương thức. Khụ khụ, lạc đề tại thôn vệ cái này một đầu cự hình viên hầu về sau, Godzilla thân hình, tăng vọt đến gần 5 mét, thuộc tính cũng phát sinh lật trời che biến hóa. Quái thú, Godzilla trạng thái, ấu niên kỳ huyết mạch, vương giả cấp thân cao, 5, 1 mét thể trọng, 680 cân phương thức công kích, đuôi roi, xé bắt, ném mạnh, atomic breath tiêu hao điểm năng lượng không đến 10.000 Atomic Bread uy lực, xem tiêu hao năng lượng mà định ra, trước mắt năng lượng chứa đựng. Không, 100.000 trước mắt huyết nhục năng lượng chứa đựng. 112, 1 triệu 100.000 trước mắt còn thừa điểm tiến hóa. Không, không tệ, La Tu hài lòng gật gật đầu. Mặc dù Godzilla hiện tại như cũ ở vào ấu niên kỳ, nhưng bây giờ nó lại là đã càng ngày càng có quái thú chi vương phong thái đợi cho godzilla chân chính trưởng thành ngày đó chính là hắn tìm la thần thanh toán tổng nợ thời khác la tu không có mang thù quen thuộc nhưng là người khác thiếu hắn hắn nhất định phải tự tay cầm về ăn no không nhìn một chút đã đem bụng ăn đến tròn vo godzilla la tu trực tiếp đạp nó một cước nếu là ăn no, vậy liền nên làm việc, giống, Godzilla một mặt vừa lòng thỏa ý dùng móng vuốt vỗ vỗ bụng mình, một bộ chờ đợi phân công chất phác bộ dáng. Tại La Tu trước mặt, gia hỏa này căn bản chính là đầu nghe lời chó con con bê, dù là thể tích lại lớn, cũng cải biến không quyển này chết mang theo ta đi qua, ta muốn đi hòn đảo kia bên trên nhìn xem, La Tu thật sự là hiếu kỳ, vì sao lại có một thiếu nữ, ngủ ở trước mắt chỗ này hòn đảo giữa hồ phía trên. Godzilla rất nhanh liền nghe theo La Tu chỉ thị, chui vào tiến hồ nước bên trong. Mà La Tu thì ngồi cưỡi tại nó lưng bên trên, nắm thật chặt nó kia kiên cố vây lưng phải biết godzilla vốn là sinh hoạt tại biển sâu ở trong cự thú dù là thân ở trong nước động tác cũng không có chút nào ngưng trệ như là một cá bơi trong nước trở la tu nhanh chóng hướng phía hòn đảo giữa hồ tới gần mà đi quái thú bắt đầu triệu hoán godzilla nhật canh nhất vạn đẹp mắt như vậy muội tử nhất định ăn thật ngon đi nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Godzilla ở trong nước ghé qua tốc độ cực nhanh, nếu không bao lâu, liền tới đến hòn đảo biên giới. Chỉ bất quá, chung quanh đảo, tựa hồ còn có bầy một đạo vô hình bích trướng. La tu không chút khách khí. Godzilla, đánh nát nó, giống, Godzilla hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, một móng vuốt đập vào trước mắt lá chắn phía trên. Tại đạo này cự lực phía dưới, trước mắt lá chắn, liền như là mặt kính, ầm vang vỡ vụn ra người chờ ở tại đây ta, La Tu hai chân đạp một cái, trực tiếp nhảy lên hải đảo. Sau đó, hắn một chút liền trông thấy nữ hài kia, ngũ quan tu mỹ mà tinh xảo, nhìn qua liền giường như thiên sứ. Giờ này khắc này, nàng chính ngủ say, dưới thân còn đệm lên một trương lông nhung thiên nga tấm thảm. Xem ra, hắn quả nhiên không có hoa mắt, tòa này đảo giữa hồ bên trên, quả nhiên có người bất quá tòa này đảo giữa hồ cũng không tính lớn mà lại mười phần trống trải trừ trước mắt mình thiếu nữ này bên ngoài liền lại nhìn không đến những người khác là tu do dự một hồi ôm thiếu nữ eo cùng cổ muốn đưa nàng ôm rời đi này đĩa đúng lúc này thiếu nữ lông mi có chút rung động một chút mở ra nàng kia một đôi mắt đẹp hai người bốn mắt tương đối trước mắt thiếu nữ này mặc dù chính vào tuổi dậy thì nhìn qua còn thoáng có chút ngây ngô nhưng lại cũng thể hiện ra mỹ nhân bại hoại tiềm chất liền ngay cả ngủ qua vô số nữ minh tinh la tu đều cảm thấy có chút kinh diễm nếu như tiến hành thời gian trước mắt thiếu nữ này nhất định có thể trưởng thành một vị tuyệt sắc nhân gian vưu vật ngươi là gia gia phải tới cứu ta a à. sau đó thiếu nữ nhíu nhíu mày có chút không vui mở miệng nói tới cũng quá chậm đi. Nói xong câu đó về sau, nàng trực tiếp tránh ra La Tu ôm ấp, nhìn về phía một bên Godzilla, lúc này hai mắt tỏa sáng. Đây là ngươi hàng phục dị thú A, chật chật thật là uy phong. Ta trước đó vẫn quấn lấy ra ra, để hắn cho ta làm một con tiểu hỏa hoàng trở về cho ta nuôi, bất quá hắn chính là không đáp ứng. Tức chết ta! Nhìn qua trước mắt tên này đem miệng nhỏ cao cao mân mê thiếu nữ, là tu không khỏi nhướng mày. Cô gái nhỏ này đến cùng lai lịch gì? Há miệng ngậm miệng liền phải đem hỏa hoàng coi làm sủng vật nuôi. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, hỏa hoàng hẳn là thuộc về cao dai dị thú một loại A, dù chỉ là con non, tại trên chợ đen, cũng ít nói có thể bán đi hơn trăm triệu giá trên trời. Bất quá, không đợi La Tu tới kịp mở miệng, cô gái nhỏ này lại cực kỳ không an phận hai ba lần leo đến Godzilla đỉnh đầu, hai đầu khiết bạch vô hà đùi ngọc liền tựa như cưỡi ngựa, ngồi cưỡi tại trên cổ. Uy, tiểu tử, người đầu dị thú này bán hay không a à, ta có thể để cho ta ra 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 cái giá cao, mặc dù xấu xí điểm, bất quá cũng là xấu manh xấu manh. Thiếu nữ tới lui đùi ngọc, há miệng liền bắt đầu đối Godzilla bình phẩm từ đầu đến chân la tu dám như thế cưỡi tại kinh óc monster trên đầu ngươi thật đúng là đầu một cái godzilla đồng dạng cũng là một mặt phiền muộn giống như là đang cùng la tu nói lão đại ngươi có thế để cho cô nàng này từ trên đầu ta xuống tới không la tu trầm ngâm một lát mở miệng nói ra bằng không ngươi trực tiếp đem nàng cho ăn đi cô nàng này dáng dấp xinh đẹp như vậy hẳn là giá trị không ít huyết nhục năng lượng thiếu nữ Người ngó ngó ngươi cái này nói là tiếng người sao? Người nói loại lời này, không sợ ta hướng ra ra cáo trạng A. Thiếu nữ bị La Tu nói dọa một cái giật mình, vội vàng từ Godzilla trên đầu nhảy xuống. La Tu liếc xéo lấy nàng, lạnh lùng mở miệng nói. Ai nói ta là ra ra ngươi phái tới cứu ngươi? Thiếu nữ yếu ớt hỏi. Vậy ngươi là ai, và URL bằng Windows? Location, Herep, Windows. Papbi giờ tác bằng Windows, Puppy giờ tác Windows, Papbi giờ tác. Push zonet. 7254 x BGSSP 7254 U. URL. Ta không cần thiết trả lời ngươi vấn đề. Hiện tại giờ đến phiên ta hỏi ngươi. La tu. Danh tự Nam. Nam Cung Nhu. Nam Cung. La tu nhíu mày. Lên tiếng lần nữa hỏi. Vậy ngươi ra ra là ai? Nam Cung Nhu ủy khuất hề hề nói người hỏi cái này làm cái gì la tu lười nhác giải thích trực tiếp vung tay lên godzilla cho ta ăn nàng a a a a a nam cung tĩnh nam cung tĩnh ta cho người biết cầu ngươi chờ ăn ta nam cung nhu đơn giản đều nhanh sụp đổ gia hỏa này đến cùng là nơi nào xuất hiện tên điên a à? há miệng ngậm miệng chính là để đầu này xấu không kéo mấy quái thú ăn nàng hiểu không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc a à, nam cung tĩnh quả nhiên là yên kinh nam cung gia là tu mảy may không có quản bị hù dọa hoa dung thất sắc nam cung nhu mà là phối hợp sờ lên cầm tự hỏi nam cung cái này họ kép bản thân liền vô cùng ít thấy tương đối nổi danh cũng chỉ có yên kinh nam cung thế gia Mặc dù La Tu mình cũng là con em thế gia, nhưng liền thể lượng mà nói, bọn hắn là thị gia tộc cùng nam cung thế gia, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Phải biết, giống như là nam cung thế gia loại này cắm dễ ở yên kinh mấy trăm năm lâu quái vật khổng lồ, vậy cũng là truyền thừa mấy đời người, trải qua lịch sử lắng đọng. Tại trong mắt đối phương, La Gia nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một cái nhà giàu mới nổi, thổ tài chủ xem ra ngươi cũng biết chúng ta nam cung thế gia a à. nam cung nhu nháy mắt mấy cái khóe miệng kìm lòng không được câu lên một vòng đường cong nói thật nàng liền sợ tiểu tử này là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh sau đó nam cung nhu hắng giọng giả giọng điệu nói đã ngươi biết gia gia của ta là ai vậy ta khuyên ngươi godzilla ăn ô ô ô ô ô ô, ô người khi dễ người khi dễ người Nam Cung Nhu khụy hai chân xuống, tức giận tới mức tiếp khóc lên, khóc đến gọi là một cái lê hoa đái vũ. Được, đừng nghĩ lấy uy hiếp ta, nơi này là hoang đảo, coi như ta giết ngươi, cũng sẽ không có người biết, La Tu mở miệng nói. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu là biểu hiện được tốt ta liền bỏ qua ngươi, nghe rõ à, ừm, Nam Cung Nhu một vòng nước mắt, giống một con thụ ủy khuất mèo con ngươi là thế nào lưu lạc đến trên hoang đảo này đến ta ta là bị người bắt cóc đến hắn muốn thông qua bắt cóc ta đến uy hiếp ta ra ra xem ra đây là một cọc nhằm vào nam cung thế gia âm mưu la tu truy vấn vậy ngươi có biết hay không bắt cóc ngươi người là ai đang hỏi ra câu nói này về sau la tu liền đã dâng lên lòng cảnh giác nếu là có người đem nam cung nhu bắt cóc tới đây kia bắt cóc nàng người kia có thể hay không còn lưu tại tòa này trên hoang đảo. Khi đó trời tối quá, ta thấy không rõ hắn bộ dáng, chờ đến tỉnh lại thời điểm, liền người đã ở chỗ này đảo giữa hồ bên trên, bên hồ đầu kia cự viên chính là bị hắn dùng tinh thần lực khống chế về sau. Lưu tại nơi này trông coi ta, Nam cung Nhu tựa hồ nhìn ra La tu cảnh giác, nhỏ giọng giải thích nói: đem ta buộc đến người kia cũng không tại trên hoang đảo này, ta đang vờ ngủ thời điểm, nghe thấy hắn tại dùng vệ tinh điện thoại liên lạc ra ra của ta, tựa như là chuẩn bị ở trước mặt đàm phán. Ngoặc kép, quái thú, bắt đầu triệu hoán Godzilla nhật canh nhất vạn quái thú radar, rời đi hoang đảo. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com là tu đơn giản trải vút một chút mình mạch suy nghĩ, đại khái đạt được chút đầu mối. Đầu tiên, Nam Cung Nhu là bị người bắt cóc đến chỗ này trên hoang đảo tới. Đối phương mắt chính là lấy nàng vì thẻ đánh bạc đến cùng Nam Cung Thế gia đàm phán. Trừ cái đó ra, người này có lẽ còn là một thực lực cường đại tinh thần niệm lực sư. Bằng không lời nói, đối phương cũng vô pháp dễ dàng như thế dùng tinh thần lực khống chế dạng này một đầu hình thể khôi ngô giống như núi cao cự viên bất quá gia hỏa này đoán chừng chết cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại có la tu một người như vậy bởi vì tai nạn máy bay duyên cớ lưu lạc đến chỗ này trên hoang đảo nếu như nhất định phải hình dung một chút loại này xác suất nói vậy nhưng thực sự là ngược lại tám đời huyết môi có thể gặp gỡ ta cũng là thật là ngươi vận khí la tu liếc nam cung nhu một chút bằng không lời nói ngươi chỉ sợ làm sao chết cũng không biết nam cung nhu mặt lộ vẻ mỉm cười nhưng trong lòng như có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua đúng vậy a à, đi cùng với ngươi ta nhưng quá rõ ràng mình là thế nào chết một vạn phần trăm là bị bên cạnh ngươi đầu quái thú kia cho ăn bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu dù là Nam Cung Nhu hận không thể đem La Tu cho loạn đao chém chết, giờ này khắc này lại như cũ nũng nịu mở miệng nói. Tiểu ca ca, vậy ngươi nhất định là sẽ mang ta rời đi nơi này, đúng không? La Tu từ chối cho ý kiến cười cười. Muốn ta cứu ngươi, có thể, bất quá tại cứu ngươi sau khi ra ngoài, các ngươi Nam Cung ra đến nợ ta một món nợ ân tình. Nam Cung Nhu không cần suy nghĩ, vội vàng ứng tiếng nói. Đây là tự nhiên, gia gia của ta hiểu rõ ta nhất. Người nếu là thật có thể cứu ta ra ngoài, gia gia của ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, được ta không cần đến ngươi cam đoan, La Tu mỉm cười nói. Cụ thể công việc ta sẽ cùng gia gia ngươi nói chuyện, đừng cho là ta không biết, ngươi nếu là được cứu, tuyệt đối là trước tiên hướng gia gia ngươi cáo trạng, nói kém chút liền bị ta cho ăn ta nói không sai a à, nam cung nhu xẹp xẹp miệng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất cái này đều bị cái này hỗn đản cho xem thấu ngày thứ hai nắng sớm hơi hi là tù trực tiếp lôi kéo nam cung nhu đi vào bờ biển như vậy sáng sớm đánh thức ta làm gì nam cung nhu ngáp một cái lười biếng giống như là một con chưa tỉnh ngủ mèo con đương nhiên là mang ngươi về nhà ngươi tổng không muốn cả một đời đợi tại cái này chim không thèm ị trên hoang đảo a mà lại bắt cóc ngươi tên kia tinh thần niệm lực người tùy thời có khả năng sẽ gấp trở về cho nên vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng la tu nhàn nhạt mở miệng nói ra được cưỡi đi lên đi nam cung nhu chỉ chỉ godzilla cưỡi đến trên người nó sao la tu liếc nhìn nàng một cái bình tĩnh mở miệng nói ra nếu như ngươi nghĩ cưỡi đến trên người của ta lời nói thế thì cũng không phải là không thể được có lẽ là la tu tốc độ xe quá nhanh duyên cớ nam cung nhu khuôn mặt nhỏ phạch một cái liền đỏ vội vàng không nói một lời cưỡi đến godzilla lưng phía trên la tu cũng không có tiếp tục trêu đùa cô nàng mà là đồng dạng ngồi cưỡi đến godzilla lưng phía trên trầm giọng hạ lệnh có thể vào biển giống Godzilla gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cúi người tiến vào trước mắt mảnh này vô ngần ở giữa hải dương. Vì La Tu cùng Nam Cung như hai người có thể bình thường hô hấp, Godzilla tại bơi vào trong biển thời điểm, cố ý lộ ra tự mình cõng vây cá. Cứ như vậy, bọn hắn giống như là tại cưỡi một chiếc quái thú du thuyền, trừ Godzilla kia cứng rắn vây lưng có chút cấn người bên ngoài, hoàn toàn chính là đế hoàng đãi ngộ hưởng thụ tại biển sâu ở trong sinh ra Godzilla, vốn chính là hải dương bá chủ. Và URL bằng Windows, Location, href Windows, Puppy Giơ Tác bằng Windows, Puppy Giơ Tác, Windows, Puppy Giơ Tác, Push, Zonet, 7254X, BGSSP7254U, URL. Dù là La Tu triệu hoán đầu này Godzilla còn chưa trưởng thành vì hoàn toàn thể, nhưng ở ở giữa hải dương, vẫn như cũ có thể đạt tới mỗi giờ 40 trong biển tốc độ kinh người. Tại ở giữa hải dương ghé qua Godzilla, liền tựa như một thanh bổ ra hải dương lợi kiếm, kích thích trùng điệp sáng trong sóng biển. Chỉ bất quá, La Tu hiện tại gặp được duy nhất nan đề chính là, hắn không rõ lắm, nên chỉ huy Godzilla hướng phương hướng nào du lịch hắn thấy chỉ cần godzilla một mực hướng cùng một cái phương hướng bơi đi cái kia hẳn là luôn có thể trông thấy đường ven biển a à, đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công thu hoạch được quái thú sách kỹ năng quái thú radar đang lúc la tu ở trên biển phiêu đẳng thời khắc hắn bóp đúng giờ ở giữa hoàn thành thu hoạch được hệ thống đến nay lần thứ ba đánh dấu lần này, hắn vẫn như cũ là đạt được một bản quái thú sách kỹ năng, quái thú radar. Căn cứ quái thú đặc tính mà thức tỉnh sinh vật radar, học tập sau có thể tăng trưởng rõ rệt quái thú định vị công năng. Nhìn qua trong tay bản này sách kỹ năng, liền ngay cả La Tu cũng nhịn không được cảm thán, hệ thống này thật đúng là chi kỷ, muốn ngủ lập tức liền đưa gối đầu tới mình đang lo tìm không thấy về nhà đường liền thông qua đánh dấu đạt được quái thú radar dạng này định vị thần kỹ không nói hai lời la tu trực tiếp lựa chọn sử dụng bản này sách kỹ năng tại tập được quái thú radar cái này một kỹ năng về sau godzilla trực tiếp thức tỉnh hải dương âm thanh a năng lực năng lực này có thể lợi dụng hải dương âm thanh a phát ra sóng siêu âm phản xạ dùng cái này đến định vị trong nước tất cả mục tiêu mà lấy này đến định vị khoảng cách lục khoảng cách kia càng là đại tài tiểu dụng tại la tu dưới chỉ thị godzilla lúc này mở ra miệng lớn tại ở giữa hải dương truyền lại ra vô hình sóng siêu âm mà đợi đến sóng siêu âm phản hồi về sau la tu rất nhanh liền biết được một cái tàn khốc sự thật đó chính là bọn hắn trước đó tiến lên đảo ngược hoàn toàn là đi ngược nếu như tiếp tục đầu sắt xuống dưới chỉ sợ đến đi ngang qua hơn phân nửa thái bình dương mới có thể trông thấy mexico đường ven biển muốn là vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể dọc đường hawaii hưởng thụ một chút ngày mùa hè phong tình nghĩ tới đây la tu mình cũng nhịn không được muốn cho mình một bàn tay mặc dù hắn cũng biết mình dân mù đường nhưng hắn lại chưa từng có nghĩ tới mình có thể dân mù đường đến hoàn toàn đi ngược tình trạng tại hít sâu một hơi về sau la tu bất đắc dĩ mở miệng nói ca tổng quay đầu đi cố gắng tại trong hải dương thay đổi thân hình godzilla rất nhanh liền gây nên nam cung nhu chú ý nàng một mặt hiếu kỳ hỏi không phải du lịch phải hảo hảo a à. làm sao đột nhiên quay đầu đừng hỏi nhiều hỏi lại liền ăn ngươi nha trên hoang đảo một áo xám nam tử, ngự không mà đi, phảng phất lưu tinh, từ phía trên mà rơi, đi thẳng tới đảo giữa hồ bên cạnh. Nhưng mà trước mắt một màn, lại là trực tiếp để hắn ngu ngơ tại nguyên địa. Vốn nên nên bị giam giữ tại đảo giữa hồ bên trên Nam cung Nhu, sớm đã không thấy tăm hơi. Mà mình thông qua tinh thần lực khống chế đầu kia cự viên, cũng giống như bốc hơi, chỉ để lại ven hồ tinh hồng vết máu, cùng chu vi bị bạo lực đè gãy cây cối người áo xám khuôn mặt dữ tợn kìm lòng không được nắm chặt xong quyền liền ngay cả móng tay đều khảm vào trong thịt đến tột cùng là ai hắn ngóc lên cái cổ phảng phất bít như vậy gầm thét